Hôm qua mình đã ăn thử bánh mì của ca sĩ Đạt Ri rồi. Hôm nay tôi sẽ cho mấy bạn coi thử bánh mì của streamer Biu Biu. Cùng tôi coi thử một ổ như thế này 35.000 thì bên trong thì chất lượng ra sao ha. Lần đầu ăn thử. Anh ơi, vậy lấy cho em một cái bánh mì bò tiêu đen với lại một bánh mì que cá ngừ sốt cay. Và xin giới thiệu mọi người ổ bánh mì Biu Biu của tôi ngày hôm nay. Đối với bạn, tại sao tôi mua bánh mì mà lại có thêm sữa ấm? Đó chính là khi mình mua hóa đơn trên 35.000 thì mình sẽ được quay một cái vòng xoay may mắn. Tôi cũng lần đầu tiên biết luôn và tôi xoay ra được chai sữa bắp quá đã. Tính ra chai sữa bắp thì hơi bị lời luôn á mọi người. Tại vì nó có chỗ giảm 10%, mà giảm 10% thì cao lắm giảm được có 5.000 thôi. Mua chai sữa bắp lời hơn. Bữa hôm nay tôi có mua hai ổ mọi người. Ngoài cái ổ 35.000 này ra thì còn cái ổ bánh mì que nữa. Xíu nữa tôi sẽ cho mọi người coi ha. Cái ổ bánh mì này người ta làm mắc cười á mọi người. Sao người ta cắt cái đầu, cắt cái đít của nó nhìn nó cục cục sao á. Còn đây là bên trong ổ bánh mì mọi người. Cái này là bò sốt tiêu đen. Lần đầu tiên tôi thấy người ta nhận bánh mì mà cho kiểu thịt bò, mà thịt bò tái kiểu này mọi người. Thịt bò dùng để xào á. Được một chén như thế này luôn mọi người. Cũng không quá nhiều, không quá ít. Nói chung là cũng vừa phải. Bên trong đây thì mọi người thấy mình có bắp cải tím nè, có bắp cải trắng, rồi mấy cái loại rau dưa, đồ chua, các thứ. Bên dưới đây hình như có thêm pate nữa. Còn đây là ổ bánh mì que mọi người. Ổ bánh mì que này thì nhìn có vẻ nó hơi nhỏ một xíu nhưng mà nó thon. Đó, thì mở cho mọi người coi luôn. Cái này hình như là cá ngừ sốt cay, 19.000 ổ này. Bên trong đây thì mọi người thấy cũng cho cá ngừ cũng tương đối thôi chứ cũng không nhiều lắm. Sau khi mà ăn hết được nửa ổ thì đây là tất cả những cảm nhận của tôi. Tại vì tôi đi chạy về hơi xa, từ múc từ bên đường D5 chạy về tới quận 8 lận. Nên là cái bánh mì này nó hết giòn à. Ăn vô mọi người sẽ cảm thấy nó giòn giòn nhẹ thôi. Cộng thêm một cái độ dai hơi bị dai luôn. Cái phần thịt bò này mọi người, người ta làm cũng hơi chín quá. Nên là tôi cũng cảm thấy nó dai. Bánh mì dai, ăn chung với cái thịt bò dai nên là nhai hơi mỏi miệng một xíu. Phần gia vị nước sốt bên trong đây mọi người thì đúng như là người ta nói sốt tiêu đen. Ăn vô mọi người cảm thấy nó tiêu. Ăn vô cay cay, the the, nhẹ nhẹ rất là ngon luôn. Cái vị sốt thì nó cũng mặn mặn, ngọt ngọt, nhẹ. Ăn thêm với đồ chua, nói chung là tôi thấy cái này ngon nha mọi người. Bây giờ thì tôi sẽ rút cái cây thượng phương bảo kiếm của tôi ra. Bánh mì cũng giống như ổ bò sốt tiêu đen, không còn giòn nữa mọi người. Còn cá ngừ thì mặc dù nãy giờ mình để lâu nhưng mà nó không bị tanh. Nhờ nó có thêm một cái xíu vị cay ăn vô nó trấn lại, nó làm cho cái bánh mì ăn ngon hơn, bắt hơn.